Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào các bạn, tôi đã xoay trở lại rồi đây. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về vụ một uống rượu bia mà lái xe bị phạt nặng vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 như thế này. Ngày đầu cấm uống rượu bia khi lái xe, khung phạt tăng, nhiều người dân vẫn vi phạm như thường. Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tác hại của rượu bia gây ra. Trong đó là giảm tai nạn giao thông đối với người sau khi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt luật còn điều chỉnh nhiều hành vi khác khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên thực tế nhiều trường hợp vẫn còn đang phớt lờ những quy định này. Theo một cán bộ của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, những trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Nhiều trường hợp vẫn phớt lờ. Đã uống rượu bia là không lái xe như ngày 1 tháng 1 năm 2020. Luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật này quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, thì tại nhiều nhà hàng, quán rượu bia, quán nhậu trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc địa bàn các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ, không quá đông người. Tại nhiều quán nhậu, nhà hàng có bán rượu bia vẫn có một số thực khách sau khi vào quán, khi ra về dù đã có quy định uống rượu bia thì không lái xe, nhưng nhiều trường hợp sau cuộc nhậu vẫn vô tư sử dụng phương tiện cá nhân để tham gia giao thông. Theo quan sát, vào khoảng 12 giờ ngày 1 tháng 1 tại nhà hàng bia hơi số 299, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Sau cuộc liên hoan, nhiều người vẫn chở nhau bằng xe máy ra về dù trước đó đã sử dụng bia hơi. Một số người rời quán nhậu trong trạng thái bước thấp bước cao nhưng vẫn lái xe. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại một quán bia khác nằm trên đường láng. Một số khách hàng còn điều khiển phương tiện cá nhân ngược chiều sau khi rời khỏi quán nhậu. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đêm giao thừa ngày 1 tháng 1, phóng viên đã đến nhiều khu vực được xem là địa điểm nhậu của thành phố để ghi nhận tại quán nhậu số 275, đường Võ Văn Kiệt, quận 1. Dù đồng hồ đã điểm sang 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 1, nhưng các bàn nhậu trong quán vẫn đông khách. Nhiều khách đa phần là người điều khiển xe máy và xe ô tô nhưng liên tục nâng ly, cạn cho tới bến. Sau ghi nhận của phóng viên, nhiều người sau khi nhậu xong đã ngà ngà say nhưng vẫn vô tư lấy xe máy hoặc ô tô loại tự lái ra về. Cũng liên quan tới vấn đề này, một số chủ cửa hàng bia rượu cũng đã bắt đầu đưa ra những lời khuyên nhắc nhở đối với khách hàng để tránh vi phạm luật và đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và những người khác. Như ông Lê Văn Thiện, sinh năm 1971, chủ của một nhà hàng ở số 157 trên phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội cho biết, hiện nay cửa hàng của ông đã chuẩn bị một khoảng diện tích nhằm để phương tiện của khách hàng có sử dụng nồng độ cồn tại cửa hàng để ngày mai quay lại lấy. Đồng thời nhân viên của cửa hàng cũng được hướng dẫn đặt và bắt xe hỗ trợ cho khách hàng ra về đảm bảo an toàn cho việc đi lại của khách. Trước đây cũng đã có luật giao thông đường bộ quy định về các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ở phía quán, chúng tôi luôn nhắc nhở khách hàng về việc tuân thủ các quy định và hỗ trợ việc đặt xe, gọi xe cho khách. Tuy nhiên trên thực tế, việc chấp hành các quy định này đến đâu còn tùy thuộc vào từng người, vì đây là thói quen của nhiều người. Hiện chúng tôi cũng đã dán các thông báo về quy định đã uống rượu bia thì không lái xe và các thông tin liên quan để khách hàng nắm được tránh vi phạm, ông Thiện đã nói như vậy. Vậy chúng ta có cần phải xử phạt nhiều hơn hay không? Mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số 100/2019 NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nhằm thay thế nghị định 46/2016 NĐ-CP cũ. Theo nghị định mới, các vi phạm giao thông đường bộ như sau: nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, sử dụng ma túy, đi không đúng phần đường, đi ngược chiều của đường một chiều hoặc trên đường có biển cấm, không chấp hành hiệu lệnh, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm về tốc độ, vượt xe không đúng quy định sẽ bị tăng phước mặt tiền gấp đôi so với như trước đây. Theo đó, đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô là từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô thì là từ 6 đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ, ba gác thì 400.000 đến 600.000 đồng. Đi xe đạp cũng bị phạt nha các bạn, chỉ có đi bộ là không phạt. Và Thượng tá Nguyễn Văn Nhật,
trưởng phòng tuyên truyền và điều tra tai nạn giao thông Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ nay đến ngày 14 tháng 2, tức lễ Valentine, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, từ đó giúp người dân thấy được sự nguy hiểm của điều khiển phương tiện khi trong cơ thể là mất nhận thức vì uống rượu bia. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung lực lượng cũng như các thiết bị kỹ thuật phối hợp với các cơ quan khác để tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo hiệu lực và đảm bảo luật phòng chống tác hại của bia rượu vào đời sống. Và cũng theo ông Nhật thì cần hoàn thiện thể chế kết nối xử lý vi phạm giao thông và những vi phạm khác thì luật phòng chống tác hại bia rượu mới có thể đi vào đời sống được. Nhìn vào thực tế ta thấy rõ, thời gian qua có nhiều việc hết sức nghiêm trọng xảy ra như do việc cấm uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông là điều hết sức nên làm. Thượng tá Nhật đã nói như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và qua đây thì các bạn thấy là mức phạt xe máy thì cũng khoảng 6 đến 8 triệu, còn xe đạp thì cũng từ 400 đến 600. Cũng nhiều á. Vì vậy các bạn thôi, có nhậu về nhà nhậu thôi, nhậu một mình cũng được. Hoặc là các bạn nhậu xong thì đặt gấp bay á, gấp cạp cũng được, nó chở. Từ đây xe ôm công nghệ chắc chắn sẽ đậu đầy những quán nhậu luôn. Một phần giúp cho người ta tăng thu nhập. Để chắc tôi cũng phải chuyển hướng sang làm bên gấp bài luôn, chắc bị YouTuber luôn các bạn. Rồi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký ngay đây để cập nhật các tin tức mới nhất. Rồi, cảm ơn.